Và chúng ta hay xem like của tôi đó. Và khi mà tôi đã xác định được cái khung giờ và bắt đầu tôi nhồi lệnh thần trưởng. Vấn đề ở đây là cái xác suất cho chúng ta nhồi và ở tầm cao chứ không phải là tầm thấp. Chúng ta không bình quân giá tầm thấp. đó Và khi mà chúng ta có sự sợ hãi thì chúng ta không làm được việc này. Vấn đề ở đây là chúng ta đang đua ở cái đà giá đi lên. Tại sao tôi lại chọn khung giờ chẵn? Và tại sao tôi có thể nhìn thấy được một cái xung lực của price action khi các bạn hiểu được là cái môi trường của giá đấy thì thông thường yếu tố tâm lý là chúng ta sợ hãi và đang lên chúng ta chỉ mong muốn nó xuống chứng tỏ là tài khoản chúng ta đang mắc cho nên cơ hội nó vượt qua và khi tôi dồn ở các cái tài khoản lớn thì nó sẽ đỡ giá và chúng ta sẽ nhìn thấy lực phun của nến đúng không? đỡ giá và lực phun của nến và tiếp tục dồn ví dụ chúng ta có 100 lần dồn một lót đối với tài khoản lớn nhưng 100 lần 0,01 thì chúng ta mới chỉ là dồn một lót của một cái tài khoản 1k thôi ví dụ chúng ta dọn chọn 100 lần 0,01 để chúng ta dồn yếu tố này nó chỉ là trong 3 phút thôi và từ đó chúng ta thấy cây nến nó phun lên vậy nó hay ra ở các cái trạng thái là ba giá hai giá cho nên chúng ta sẽ ở cái trạng thái là biến mất trên sa mạc giống như câu chuyện tôi hay kể ở livestream đấy nghĩa là gì nghĩa là chúng ta chỉ có 3 phút để thắng một cái 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 hiệp đấu thôi và chúng ta chia làm các hiệp đấu chứ không phải là ngâm lệnh và cũng không phải là đánh theo xu hướng cũng không phải đánh theo trend mà chúng ta chỉ có một phút hoặc 3 phút trong cái độ vù của nến độ đà của giá đấy sử dụng tốc độ làm yếu tố nòng cốt tiên quyết để chúng ta nhìn được độ vù của action đấy là yếu tố mà tất cả chúng ta đều phải học và tôi chưa chứng kiến ai chiến thắng mà không dùng cái học cái này cả nhé đó đó chính là cái cách để chúng ta xem